Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay Mộc Nam Huy tiếp tục chuẩn bị đi giao hàng cho chị Dung. Vâng, chị có địa chỉ ở Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An. Đơn hàng của chị có tất cả 4 sản phẩm và trong ngày hôm nay Mộc Nam Huy xin phép quay giới thiệu đến tất cả quý vị cũng như là giới thiệu đến chị để chị có thể xem được các sản phẩm của mình ngay tại xưởng gỗ Mộc Nam Huy nhé. Vâng, và đầu tiên thì xin báo giá trước đến quý vị. Một bộ ghế ngũ long cục 12 chất liệu gỗ gõ đỏ có giá 43 triệu. Một chiếc kệ tivi chất liệu gỗ gõ đỏ 2m2 sản phẩm có giá là 14 triệu. Một chiếc ghế dây chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100% hàng tay cong 4 dây VIP nhất tại xưởng gỗ Mộc Nam Huy, giá là 5,5 triệu thưa quý vị. Và cuối cùng là một chiếc tủ áo chất liệu gỗ sồi Nga 2m, sản phẩm có giá là 9 triệu. Xin thông báo đến quý vị vào tiền xe về nhà chị là 1 triệu. Vâng, trong clip này Mộc Nam Huy sẽ chi tiết và giới thiệu đến quý vị về các sản phẩm này nhé. Đầu tiên là chiếc tủ áo với kích thước chiều dài là 2m, cao 2m4 và chiều sâu là 60, được làm bằng chất liệu gỗ sồi Nga và sản phẩm được sơn theo màu cánh gián với thiết kế là 4 cánh thưa quý vị, nhưng được làm 2 buồng. Ở đây là buồng bên trái quý vị nhé. Ngăn buồng bên trái là có một cây treo đồ và một cây treo đồ dài để quý vị có thể để những cái quần dài, áo dài. Còn ở bên dưới thì quý vị có thể để thêm đồ. Còn ở phía bên tay phải thì cũng có một cây treo đồ và một cái tầng. Vâng, cây treo đồ này thì quý vị để treo áo ngắn. Và ở bên dưới cái tầng này quý vị cũng có thể để đồ ở bên dưới. Và có một cái hộp kéo âm. Ở cái hộp kéo này thì có ổ khóa quý vị nhé. Có ổ khóa để quý vị có thể khóa những cái một số các vật dụng của quý vị. Vâng, trên chất liệu là gỗ sồi Nga thì Mộc Nam Huy làm 3 mặt. 3 mặt tiền, đó chính là một cái phần mặt cánh ngoài và hai mặt bên hông là chất liệu gỗ cây sồi Nga tự nhiên. Có nghĩa là gỗ cây xẻ ra và làm quý vị nhé. Còn ở phần bên trong, phần bên trong đó chính là các cái phần tầng này, các cái phần tầng, các phần hậu thì được làm bằng gỗ tự nhiên ghép miếng và phủ vân. Đó, trên cái tủ này thì hoàn toàn là 100% chất liệu là gỗ hết, không có pha tạp với ván ép quý vị nhé. Vậy nên là cái sản phẩm này quý vị sử dụng thoải mái, không có lo nước lôi, không có sợ là sản phẩm nó bị bong vinh, cong vinh hay là bong chóc như là những hàng ván ép. Trong khi đó giá là rất là tuyệt vời. Một chiếc tủ 2 mét rất là to như vậy chỉ có 9 triệu mà thôi. Tiếp đến là một chiếc kệ tivi chất liệu gỗ gõ đỏ dài 2m2. Đây là mẫu kệ tivi hàng dày tại xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Đây là hàng kệ tivi được làm theo mẫu cột nho, thế nhưng mà được làm với các kích thước to hơn, cao hơn, dày dặn hơn và chắc chắn hơn. Gỗ cây thì được lựa với tỷ lệ lõi cao hơn. Đó, cứng cáp. Và sản phẩm này có giá là 14 triệu, xin công khai đến quý vị. Và tiếp đến là một chiếc ghế dây. Đây là một chiếc ghế dây thư giãn chất liệu gỗ gõ đỏ 100%. Và đây là một chiếc ghế dây được làm với tiêu chuẩn cao nhất tại Mộc Nam Huy, đó chính là tiêu chuẩn của 4 dây. Vâng, 4 dây và nan nhí chất liệu gỗ gõ hết 100%. Và đây là một chiếc mẫu ghế phải nói là có độ thư giãn, độ ngả rất là êm quý vị nhé. Nó không có cọt kẹt giống như những cái hàng thông thường. Đó, rất là cao cấp. Và cuối cùng giới thiệu đến quý vị, đây là sản phẩm khu vực phòng khách, một bộ ghế ngũ long cột 12 chất liệu gỗ gõ đỏ 100%. Đây là một cái bộ ghế phải nói là tiêu chuẩn rất là cao, tiêu chuẩn của một bộ tó liền nguyên khối không chắp ghép. Bộ tựa cũng là tựa liền nguyên tấm, mặt ván liền nguyên tấm, tay nghe cũng là tay nghe liền nguyên khối và đi kèm với các bộ chân đôn 12. Đây là một bộ ghế đã được Mộc Nam Huy giảm giá thưa quý vị. Giá của bộ ghế này chính xác là 45 triệu, nhưng mà trong hóa đơn hàng của chị thì Mộc Nam Huy chỉ tính 43 triệu mà thôi. Sản phẩm này đã được giảm giá 2 triệu thưa quý vị. Vâng, sau một chút đến quý vị nhé. Sản phẩm này rất là giống với một bộ ghế ngũ long chất liệu gỗ hương đá, tại vì hai sản phẩm thì đều được đặt trong cùng một ba rem giống nhau, với cái dàn tó là dàn tó đục tứ linh long ly quy phụng, độ đục chạm rất là nét thưa quý vị, rất là nét và rất là sắc sảo. Phần tựa thì là phần tựa đục rồng và ba mảnh để trơn, để ba mảnh để chúng ta tựa lưng. Vâng, các chi tiết mặt hồ phù và các chi tiết rồng đục ở trên đây rất là đẹp quý vị nhé. Và rất nhiều các cái đường nét đục thủng rất là tuyệt vời.
bàn đôn thì Mộc Lam Huy làm hết các cái phần chân đôn, chân bàn, chân ghế là chân 12 hết. Cho nên đây là một bộ ghế được làm với tiêu chuẩn rất là cao, cứng cáp, liền lạc quý vị nhé. Vâng, và đây là bộ ghế có giá là 43 triệu trong đơn hàng của chị. Nếu như quý vị có nhu cầu đặt hàng cho các sản phẩm bên xưởng gỗ Mộc Lam Huy, quý vị có thể gọi ngay vào số 0948 086 889 và một số nữa là 0961 989 990. Mộc Lam Huy xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này và cảm ơn chị Dung đã ủng hộ Mộc Lam Huy nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các video tiếp theo.